Ở phút bù giờ thứ 10 trong trận đấu giữa AS Roma và Monza, huấn luyện viên Mourinho bày tỏ chạy ra đường biên phàn nàn việc trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu dù thời gian bù giờ chỉ 7 phút. Sau đó, huấn luyện viên Mourinho tranh cãi gay gắt với huấn luyện viên Raffaele Palladino của Monza, chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cà khịa với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến bằng hành động đưa hai tay lên mắt làm cử chỉ đang khóc rồi đưa ngón trỏ lên miệng ám chỉ đối thủ nói quá nhiều. Theo tờ Roma Press, huấn luyện viên Mourinho đã chế nhạo đồng nghiệp rằng cậu nói rất nhiều và giờ thì khóc lóc. Trọng tài Giovanni Airoldi lập tức chạy tới đường biên và rút thẻ đỏ trực tiếp với huấn luyện viên Bồ Đào Nha. Với án phạt này, giống như mùa giải trước, huấn luyện viên Mourinho sẽ không được dẫn dắt AS Roma khi đối đầu với đội bóng cũ Inter Milan tại sân San Siro vào ngày 29 tháng 10 tới. Chia sẻ với kênh Sky Italia sau trận đấu, Jose Mourinho bày tỏ, tại sao tôi bị đuổi khỏi sân? Tôi không biết, tôi đã có hai cử chỉ về phía băng ghế đối phương, nhưng tôi không dùng những từ ngữ xúc phạm. Năm ngoái chúng tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc ở Monza và sau trận đấu, có những người giỏi nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm đã xúc phạm chúng tôi. Hôm nay, họ đã thể hiện xuất sắc bằng việc gây áp lực lên trọng tài để tôi nhận thẻ đỏ. Tôi không chỉ trích điều đó, tôi chỉ trích việc sử dụng những lời chỉ thề sau trận đấu. Lời tôi nói với họ chỉ là đội ngũ tốt và huấn luyện viên tuyệt vời. Không cần thiết phải làm như vậy. Tại Serie A mùa trước, Jose Mourinho là nhà cầm quân phải nhận nhiều thẻ đỏ nhiều nhất với 3 lần bị đuổi khỏi sân. Trở lại trận đấu với Monza, AS Roma sớm nắm lợi thế hơn người khi trung vệ Danilo D'Ambrosio nhận hai thẻ vàng ở phút 23 và 41 đều vì những pha phạm lỗi với Andrea Belotti. Nhờ đó, AS Roma kiểm soát thế trận nhưng họ phung phí cơ hội khi Romelu Lukaku và tiền đạo vào thay người Sadar Asmal có hai lần dứt điểm trong vòng cấm trúng khung gỗ. Khác biệt chỉ đến ở phút 90 khi Stefan Ensaraui vô lê chéo góc mang về 3 điểm cho Roma và giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A.